Các bạn thì ở đây là xe bay xì, các bạn đã thấy nè, là không sơn nhà áo nha các bạn, mà là lột keo, quýnh bóng, xử lý đồ nhám. Các bạn thì hôm nay là em mới nhận một xe bay xì, thì em sẽ quay qua tình trạng xe hơn. Các bạn thấy xe này là chủ xe có dán keo dàn áo. Dàn áo thì các bạn trước khi em mở ra các bạn nhìn cũng tương đối đúng không, nhưng mà thật sự là dàn áo này nát nha các bạn. Bởi vì sao em biết nát, thật sự em cũng không biết đâu mà anh chủ xe em nói á. Thì bây giờ bắt đầu các bạn mới nhìn kỹ nè, không có xe nào mà nó không có vấn đề gì mà cái đuôi sau người ta đâm ốc vô dàn áo các bạn, cái đó là đuôi dè đồ gãy hết. Ở trên đây nè, quay qua mặt bên này mới được nè, là dàn áo đồ nó gãy hết luôn, nó lòi ra, nó đụng vô cái giờ gà trước đây nè. Đó rồi, thì bây giờ là xe này em sẽ làm những gì, thì bắt đầu các bạn sẽ coi cái quá trình em làm. Em sẽ xử lý nhựa, rà dàn áo, phục hồi nhựa, làm cổ phục chắn ba, đóng bậy gà các thứ cho chiếc xe này. Thì bây giờ bắt đầu là em rút từ 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 dàn áo xe này ra ha. Thì trong quá trình em rút á thì em sẽ quay cho các bạn coi luôn. Ở đây là cái gì, khóa xe điện tử chống trộm của ảnh. Rồi kèn bay xì hả, rồi cục sạc nằm ở đâu quên rồi, rồi để mở ra báo sạc, báo kèn, báo đồ luôn, coi thử còn đồ dinh đồ lô gì không. Phi quay là mới nằm ở đằng sau, bay xì nằm nhớ đâu khúc này nè, lấy nữa mở ra quay luôn. Camera quay chậm hết xe giùm anh. Em cũng chào anh trai chủ xe luôn. Thì bây giờ bắt đầu là em tháo cái xe anh ra. Thì đây là tình trạng bên trong xe của anh nè. Thì đầu lòng là ốc nhớt, xi nhớt. Và bắt đầu sẽ kiểm tra tình trạng xe, báo cho anh biết xe anh như thế nào, bác biết như thế nào, dàn áo như thế nào. Giờ đầu tiên trước nhất á là sẽ về vấn đề lọc gió hơn. Lọc gió rất là dơ rồi và đang đi là lọc gió lô. Đó thì cái lọc gió này rất là nhiều loại nha. Muốn xài zin thì em xài zin mới, muốn xài theo xe cho rẻ thì em xài theo xe, và muốn xài đồ lô em sẽ xài đồ lô, em sẽ báo giá 3 phần. Xem camera qua đây quay vô đầu lòng xì nhớt dẫn. Đó, bên đây thì đầu lòng đang xì nhớt nè. Rồi. Thì bây giờ đầu lòng xịt nhớt này, vấn đề này là chủ xe biết nha. Cho nên là ảnh mới kêu là làm xì nhớt đầu lòng á. Rồi, tiếp đó là giờ em sẽ mở phần nồi như thế nào thì em sẽ báo anh biết. Chào anh, thì đây là những đồ trên xe anh, em sẽ phân loại ra. Đó, thì bị cái gì như thế nào em sẽ báo cho anh biết. Đầu tiên về phần đồ nhựa. Phần đồ nhựa này nếu mà anh muốn phục hồi đồ nhám trả về lại màu zin á thì anh phải báo em. Nhưng mà khi phục hồi đồ nhám á thì nó sẽ là mất lớp keo trong mà anh dán. Thì anh có muốn dán keo lại hay không dán keo lại anh nói em. Đó thì em sẽ bỏ đồ cũ và đồ mới đồ đi phục hồi lại cho anh luôn. Tất cả những miếng này là không bể nha. Bên phần này nè, từ đây nè, camera quay thấy tổng thể được anh vào đồ này, là từ đây đổ qua là không bể, là gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 miếng không bể. Thì á ảnh có nói miếng này bị lệch màu lệch gì đồ nè, nhưng mà không xử lý được, bởi vì hồi xưa là người ta sơn nè các bạn thấy màu sơn không đó. Thì bây giờ nếu mà muốn á cho nó đều màu thì chỉ có phục hồi lại thì nó đều màu. Rồi tiếp đến vấn đề thứ hai, cao su chiêu bô hay là chiêu bạc bô á là nó bị bể. Lọc gió lô nồi đây thì chủ xe có đưa bộ nồi rồi nên yên tâm các bạn, là bộ nồi này á là sẽ bỏ ra đó, gắn bộ nồi ảnh mới mua vô và làm lại trên bộ nồi ảnh mới mua, hiểu không? Đó là bộ nồi này đi thì đi ba viên này ba viên kia nè các bạn, ba viên này nè ba viên kia nè, là nguyên bộ nồi này gom trả về, hoặc là bên kia có hư gì thì ấy thì là xào qua dãnh. Còn tất cả bên đây nè là một miếng bể nè, hai miếng bể nè, ba miếng bể nè, bốn miếng bể nè, năm miếng bể nè, sáu miếng bể nè, bảy miếng bể nè, tám miếng bể nè, là sẽ hàng vừa lại cho chủ xe. Đó đây là các bạn, bể đồ ở trong này là mình đã tự phân loại đồ ra hết rồi, ở gãy bát còn dính ở đây luôn. Rồi vậy là xong. Rồi mời camera quay vô bố Thắng. Thì giờ phần á bố Thắng sau và tăng bu, bánh sau tăng bu khuyết sọc rất là nặng nha các bạn.
đúng không nè, khuyết mà lên G luôn thì em sẽ đóng đăng bu bánh sau, thay 4 tháng sau cho ảnh và sẽ phục hồi bình xăng con. Ở đây là cục sạc nè, mở ra lòi ra được cục sạc nằm đây rồi nè, điện đó thì chưa nghe em nói gì hết và làm xin đầu lòng ha. Với lại kiểm tra cái bộ đồng hồ sau của Bay C này là có bể gãy gì không nè, để mà hàng nhựa rảnh luôn. Rồi sơ qua một vòng tổng thể là như vậy. Chào anh, chào khán giả, bên đây nè là đồ gãy hàng nhựa đó, thì các bạn coi xe có nhiêu bát là gãy hết, những cái móc câu mới nè đó, các bạn thấy là hàng nhựa vào đó. Thì nói chung á, cái việc mà gãy bát Bay xì SH đi lan đồ nó bình thường lắm các bạn. Đầu tiên là tuổi đời của xe này nó lâu là một, thứ hai nữa là những cái xe ga này á, dàn áo nó sẽ là hứng chịu va đập hết do tác động bên ngoài. Thì dĩ nhiên các bạn đi, phụ nữ đi rồi nữa phải tung té bể tất dàn áo, gãy bát gãy đồ này kia chứ đúng không đó. Cái mặt nạ trước à, Thiện chỉ vô Thiện đó, mấy chân đồ gãy hết đó. Nhưng mà quan trọng là đồ nhựa ở đây khó chịu lắm nha các bạn, là phải có đủ đồ nhựa thì người ta mới vừa hàng, người ta mới vừa rà thì nó ôm đẹp được. Còn đưa một miếng mà kêu hàng, mình nói với bạn chắc chắn luôn sẽ không bao giờ chính xác đó. Rồi còn bên đây là những cái đồ không gãy, không bể, không hàng, mình tách ra. Nhưng mà ở đây á, là chủ xe sẽ có phục hồi nhựa nhám lại, là sao là những cái đồ này nè, hồi trước á, không có công nghệ phục hồi đồ nhám thì người ta đem những cái này người ta đi sơn đó, còn bây giờ là có, cho nên là chủ xe biết luôn là nó không cùng một màu. Thì bây giờ là mình sẽ đem những cái món đồ nhựa nhám dàn thùng dàn viền của Bay Xì này mình đi phục hồi lại. Thì khi phục hồi lại vậy nó bị một cái vấn đề trở ngại là xe người ta dán keo rồi, thì bây giờ mình đi dán, mình đi phục hồi nhựa lại thì dĩ nhiên là phải tốn tiền đúng không, phải tốn tiền dán keo rồi lại nữa đó. Cho nên là chủ xe nói em cứ lột ra em làm xong dán keo lại cho anh. Em chào anh, thì hôm nay là em đã máy xe anh ra, thì đầu tiên là đi từ cái dơn nữa ha. Thì dơn ở đây á, là mình sẽ mở ra, mình kiểm tra, mình thay mặt đạn dơn và mình vệ sinh cái dơn này lại. KCW là đúng mã của Bay Xì nè đó, mình kiểm tra hết mọi thứ, vệ sinh sạch sẽ rồi lại cái dơn của chủ xe. Rồi quay kỹ, quay phần cốt đó, đi bị xét cốt, xét đồ, vệ sinh sạch sẽ rồi lại. Quay phần mặt đạn, sẽ thay cặp mặt đạn NTN lại cho chủ xe. Mặt đạn này mình có đó, đúng mã này. Rồi là một, qua phần thứ hai là phần láp. Phần láp thì ở đây á, là mở ra là không được làm dập nhông láp ha, và sẽ thay những mặt đạn lại. Quá trình đi lâu nó cháy mặt đạn nè, là mình sẽ thay mặt đạn lại cho người ta. Tiếp đó là phần đầu xe anh hoặc bất cứ xe nào đi, khi các bạn đi lâu á, nó đều có hiện tượng là đóng khói hoặc là xì xuống bắp, thì kêu là mất hơi các bạn, dẫn tới tình trạng là xe các bạn nó yếu. Thì xe này cũng vậy, là chạy rất là yếu, cho nên là thật sự là ngay từ lúc đầu chủ xe người ta cũng muốn làm lại máy xe này. Thì cái xe này đầu lòng có rớt rồi đó, các bạn thấy là người ta chét keo nè. Thì ở đây á, là nó có một cái vấn đề phát sinh ra là người ta ráp cái lò xo đầu này, người ta ráp bị sai, người ta ráp bị ngược đó. Thì bây giờ là em sẽ rã ra, em vệ sinh xăng bô, em chỉnh miệng xúc bắp và em thay phố xúc bắp, với lại em ráp lại cho nó đúng kỹ thuật đó. Còn về phần lòng và bít tông á, xe Bay Xì mình có một cái ý với các bạn là đa số Bay Xì người ta ít sấy lòng lắm nha các bạn, mà người ta sẽ mua một cái bộ lòng trái bạc theo xe còn đẹp, người ta thay vô. Ở đây bít tông là đang 52.45 đó. Rồi thì em sẽ kiếm một cái lòng theo xe còn đẹp em thay vào chủ xe. Cam cò xe này mở ra thì tình trạng là còn tốt đó, chưa có lột cam, chưa có lột cò, cho nên em sẽ để em xài lại. Còn phần em á, là em sẽ xử lý là em thay ron lại nè đó, em thay ron lại, em thay những cái sinfos khi mà chủ xe đã đi lâu năm nó bị cháy, và em thay sơn cam đó. Rồi và những cái bạc treo máy, bạc treo máy là gì các bạn thấy nè, cái bạc treo máy này bắt đầu nó hư nè, bắt đầu nó nứt nè, xuất hiện tượng nứt nè, thì mình sẽ làm lại những cái chi tiết này cho người ta ha. Chào bạn, thì hôm nay là em sẽ tiến hành là em ráp máy Bay Xì cho anh trai. Đầu tiên phần máy nè, là gồm là lốc số nè, lốc láp nè, lốc xả nhớt nè, lốc giữa nè, đầu lòng là được em bỏ đi xử lý phục hồi nhôm trước, sau đó về mới mở ra hết vệ sinh sạch sẽ lại. Thì đây các bạn coi là được mình vệ sinh sạch sẽ lại hết chi tiết từ trong ra ngoài ha. Đó, sau đó thì bắt đầu là mình mới tiến hành tới công đoạn là ráp máy này đó.
Rồi thì một cái xe ga như các bạn nghĩ á, nó đơn giản lắm các bạn. Nó có cái dơn đầu lòng và phần lắp ở sau nè. Nhưng mà thực sự á, là nếu mà càng đi sâu vô á, thì ráp một chiếc xe ga để mà sạch, bền và chủ xe có thể sử dụng tiếp 5 năm, 10 năm nữa, đó là cả một cái quá trình đúng đồ, đúng kỹ thuật và phải sạch. Cái vấn đề sạch ở đây là mình chủ động được. Về tay nghề thì có thể là mình không chủ động được, nhưng vấn đề sạch thì các bạn sẽ làm được. Khi mà sạch đó thì nó sẽ không có bã dớ vào máy, nó không có cát, đất, bụi bẩm làm xước bê tông, xước lòng đồ đó. Rồi thì bây giờ phần lốc em đã giới thiệu các bạn sơ qua. Bây giờ là về phần dơn. Dơn ở đây là em sẽ thay cho chủ xe là một cái bạc đạn dơn, hai cái bạc đạn dơn. Đó là hai món. Rồi các bạn coi, bạc đạn dơn ở đây là em để sử dụng bạc đạn là NTN. Bạc đạn NTN đó. Và bên đây em cũng sử dụng là NTN của Nhật luôn. Là nó sẽ giống với gì? Nó sẽ giống với cái bạc đạn này ở trên xe nè các bạn. Là nó cũng NTN, nó của Nhật. Đó. Là như là thông số là thay bạc đạn zin. Rồi là một. Em sẽ cất cái dơn qua một bên. Tiếp đến đó là về phần bạc chiêu máy. Một cái xe ga nó sẽ có bạc chiêu máy rất là quan trọng. Thì các bạn đi một chiếc xe á, nó sẽ có những cái hao mòn nhất định trên xe các bạn. Các bạn coi bắt đầu là cái bạc chiêu máy của xe bay xì này nè, bắt đầu nó nứt rồi. Ví dụ những cái xe AB đời mới, mo đời mới, xe Vision đồ á, đời mới, thì cái bạc đó, cái tuổi thọ nó mới có 3 năm, 4 năm, 5 năm đi. Nhưng mà những cái xe bay xì này thì lâu, thì những cái cục bạc chiêu máy này nó sẽ hư. Đó, cho nên là các bạn phải thay. Và nhất là xe bay xì là chỗ này rất là mỏng nha, nó không phải gắn như cái kia. Thì khi cảo là để trực tiếp đây cảo vào luôn, chứ không có bắn đục đồ qua. Là cái phần này mỏng gãy bạc luôn, gãy nguyên cái này. Đó là vấn đề lưu ý nhất của xe bay xì. Bình xăng con này là chủ xe đưa em. Thì trước khi mà em tiến hành ráp lên xe thì em sẽ bỏ em phục hồi lại hết cho chủ xe. Đó, rồi mới ráp. Rồi về phần bích tông á và lòng á, thì em thay cho chủ xe là một bộ bạc mới. Em không có lên bích tông cốt gì hết thôi. Cái xe bay xì á nha, nó khó chịu về cái bích tông rồi lắm. Em sẽ thay là một bộ bạc để nó không ra khói nữa. Đó. Và mình kiểm tra thì mình thấy bích tông rồi nè, là còn ok, sau khi vệ sinh sạch sẽ lại còn ok thì em sẽ không thay ha. Rồi về phần đầu á, là em sẽ thay hai phó số bắp ốc tán chỉnh còi cho chủ xe. Cam cò là em giữ lại nha, cam cò ở đây là còn xài được em giữ lại, em sẽ thay ốc và tán chỉnh cò. Và em sẽ thay hai phó số bắp và em chỉnh miệng lại. Chỉnh miệng lại cái gì? Cái này kêu là cái miệng số bắp nè các bạn. Đó thì mình chỉnh miệng lại. Hồi xưa á, là người ta dùng từ là sấy số bắp, nhưng mà ngày nay thì lại không dùng từ đó nữa mà là chỉnh miệng số bắp, bởi vì công nghệ càng ngày càng đi lên, máy móc phát triển thì Việt Nam mình có nhiều sự lựa chọn hơn. Đó, bạc đạn này bạc đạn full bạc đạn láp. Láp thì không thay hơn, đa số láp bay xì này nó êm lắm các bạn, nhưng mà nó hay gặp phải trường hợp là bể bạc đạn láp do cái bánh sâu của xe ga là nó chịu tải trọng nhiều, rồi đập lên đập xuống đó, cho nên là và bánh sâu nó không đâu có bạc đạn đâu nè. Ví dụ đây là cái bánh đi, thì cái bánh sâu nó không có bạc đạn, cho nên tất cả những cái gì mà nó gồng gánh trên chiếc xe là nó sẽ chịu lên dàn bạc đạn hết, cho nên rất là dễ bể bạc đạn. Thì ở đây là em sẽ đóng thân bu lại nè, đóng thân bu lại cho chủ xe. Sau khi mà đóng thân bu lại thì em sẽ thay bố thắng lại cho chủ xe thôi các bạn ha. Rồi, và những cái xe khi mà bảo dưỡng tại tiệm em á thì em sẽ làm gì về phần máy nha, là em sẽ đều gỡ ra, em kiểm tra than đề, vệ sinh than đề và em thay than đề cho chủ xe hết. Một lần mà chủ xe tổng lại tu máy thì đồng nghĩa với một lần là cái máy đó nó sẽ hết đời. Hết đời là sao? Con người mình tầm mình sống là 70-80 tuổi thì chiếc xe cũng vậy, cỡ 100.000 cây là em tính là hết đời. Thì bây giờ là em sẽ đã ra, em bảo dưỡng thì em sẽ thay than cho nó luôn. Để sau này cho mình chuyên nghiệp, là sau này người chủ xe người ta phải không cần đi chỗ này chỗ kia, tất cả mọi thứ người ta làm. À, những vấn đề lặt vặt đó mà anh Tây sẽ lại lựa chọn phương án khép kín hết cho các bạn. Đó, này là full ron. Ron ở đây là sẽ gồm là 4 miếng ha. Ron giữa, ron láp, ron lóc nồi. Ron giữa, ron láp và ron mâm lửa nha. Và tất cả những cái này là đều mua của Nhật hết rồi các bạn ha. Ron zin. Đó. Nhìn bao bì biết rất là đã. Rồi xin Ford. Mặt nhôm trên đây á, mặt nhôm dây cô ra. Nồi thì em sẽ xài chủ xe đưa, nhưng mà là em sẽ thay lại bốn nồi sau. Em thay bi
và em canh cái nồi lại theo ý của em nữa các bạn, bởi vì mình canh sao mà cái nồi xe zin nó chạy khỏe chút xíu để mà người ta có thể mà có được một cái gia tốc như mong muốn người ta khi kẹt xe trong thành phố này. Ủ xe cùng em kiểm tra những mục em đã làm. Một là làm cổ phuộc chắn ba trước, đóng bạc giờ gà, quay ở đây luôn nha camera. Dĩ thắng bố thắng là không thay nè. Có giờ sinh là heo dầu nè. Cầm dầu thắng trên nè. Ở đây là đã phục hồi nhựa lại nè. Vệ sinh heo dầu rồi làm gọn gàng đồ lại ha. Rửa ráy đồ bên trong sạch sẽ hết. Rồi thay hai bạc đèn bánh trước nè. Rồi phục hồi bình xăng con nè. Kiểm tra dây ga, làm nhẹ dây ga nè. Bọc cái yên lát nữa ráp hết xe em mới quay nè. Hàng nhựa nè. Đóng bạc hai tay thắng. Đóng bạc hai tay thắng là giờ đóng bạc lại là cứng ngắc luôn nè. Đó, ngon lành. Xài lại tay thắng cũ không cần thay mới. Rồi đóng tăng bu bánh sau, bốn tháng sau là bữa ráp máy quay rồi nè. Xúc dây thắng là xúc rồi nè. Lọc gió là mình mua lọc gió theo xe nha các bạn. Ở đây cái xe bay xì nó sẽ có thêm một cái khía cạnh nữa là các bạn là có thể là chủ động là xài lọc gió lô, lọc gió hàng mới chính hãng Honda Nhật Bản. Và một cái là lọc gió theo xe. Lọc gió theo xe thì nó nằm ở mức giá tiền nằm giữa, nằm chung á, là sẽ rẻ thì không rẻ đó, bởi vì nó mắc tiền hơn lọc gió lô, nhưng mà nó sẽ rẻ hơn cái lọc gió Nhật mới đó. Rồi dán keo nguyên xe thì bây giờ bởi vậy mới đè ra em quay nè, em quay rồi bắt đầu em dán vàng thùng vàng đồ nữa. Rồi đánh bát, rửa dọn là bên trong đồ rửa sạch sẽ hết rồi nè. Phục hồi đồ nhựa nhám, thì phục hồi nhựa nhám là sao, thì trước khi mà dán keo á thì quay vàng thùng vàng đồ đi để cho khán giả người ta thấy cái phần phục hồi nhựa nhám này rất quan trọng nha. Nó trả giờ lại là cái màu zin của cái đồ nhựa bay xì. Rồi hai miếng vuông ép chân sâu thì móc túi ra luôn thiện. Rồi hai miếng vuông ép chân sau này là mình mua đồ theo xe, mình thay chủ xe nè các bạn. Đó. Rồi đây là ngày đầu tiên em chạy thử xe anh nè. Giờ nếu mà chạy thử vàng áo không rung không rè lụm như vậy giao xe như vậy thì nói với ngày đầu tiên chạy thử đã chạy hết đêm nay rồi, cảm nhận thử canh chỉnh gì không thì giao xe cho anh. Để chạy cũng mới mang ổ gà đồ sơ sơ, thấy không thấy rè vàng áo gì hết. Đã đi đêm nay coi thử như thế nào. Cảnh đồ đây cho anh trai mưa. Đây, một sĩ. Anh em nào ở Sài Gòn là biết rồi, em nói câu công lý rồi là anh em hiểu ha. Rồi, bây giờ tiếp tục ngày hôm nay là chạy đồ đây ngày thứ hai. Thì kiểm tra bánh sau. Giờ sẽ kiểm tra bánh sau và kiểm tra phần rồi lại cho anh trai cái xe ga. Thực sự nếu các bạn ráp kỹ á, ráp kỹ tất cả mọi thứ vàng áo vàng đồ á thì nó ổn định lắm các bạn. Để ra số là vô canh nồi canh bánh, với lại đỡ may cổ phuộc mình làm có nặng quá tưng quá hay gì đồ không rồi mình kiểm tra lại cho anh ta đó. Những thứ này thì rất là quan trọng. Cái xe ga lại sợi dây ga này nè các bạn, với lại cái nồi các bạn. Thì ở đây là xe bay xì, các bạn đã thấy nè, là không sơn vàng áo nha các bạn, mà là lột keo, quấn bóng, xử lý đồ nhám. Đồ nhám đây là xử lý lại, nhưng mà là do là mình dán keo á, cho nên các bạn không thấy được cái màu chân thật nhất, rất là đẹp. Đó, camera đi dùm anh thiệt chậm ha. Vàng viền, vàng thùng. Đây là xong hết 100%. Thì bây giờ là em sẽ giao xe về chủ xe. Đó, và ở đây nè, là em trả cái này giờ lại là tẩy sạch sơn đồ ra hết. Bắn két, bắn đồ lại, phục hồi lại cho chủ xe. Thì chủ xe có hỏi em á là vậy, là anh nói là tay cố gắng để làm sao mà chạy đừng có rung, đừng có rè, đừng có gì được hết, là một phần. Thì cái đó là các bạn biết rồi, đồ nhựa bay xì á thì nó mắc, nhưng mà khi mình làm á thì kêu là mình hàn lại, thì hàn lại ở một cái góc cạnh nào thôi các bạn. Nhưng mà cũng may mắn là xe này là hiện tại đang hàn lại là xe ok, không kêu đồ nhựa. Bởi vì có một số khách hàng người ta rất khó chịu về cái việc là đồ nhựa xe người ta kêu nha các bạn. Thì em mới nói là em sẽ cố gắng hết sức chứ em cũng chưa có chắc. Em nói ủa chứ không phải giờ gỡ vàng áo rồi đi hàng á thì là sẽ hết kêu qua đúng không?
Bây giờ các bạn có thấy nếu mà gửi dàn áo ra đi hàng hết kêu thì những cái xe mà mới trên thị trường á, tại sao người ta không có đi hàng lại mà người ta phải mua dàn áo mới, đúng các bạn? Đó thì ở đây là mình cũng cố gắng hết sức thôi các bạn, bởi vì có những cái bát á, các bạn hàng lại thì nó cũng không có chính xác so với dàn áo lắm các bạn. Đó thì mình chỉ kêu là mình cố gắng mình làm hết sức thôi, chứ không phải là khi các bạn nó gãy các bạn hàng lại là nó xong. Còn đây tổng thể xe các bạn thấy ha, mình làm lại về màu sắc tất cả đồ nhựa và nhìn rất là mới mẻ ha. Ở đây là xong xuôi hết đó. Và hôm qua có trục trặc là mình phải canh lại bộ nồi nè, mình xử lý, mình kiểm tra bánh lại cho ảnh. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều.